Xin chào các bạn đã đến với kênh Nguyễn Tiệp Vlog. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn quy trình lưu nền cát trong thi công xây dựng nền đường. Mời các bạn xem video để thấy rõ quy trình lưu nền cát. Đây là bước lưu sơ bộ để làm mặt phẳng trước khi lưu dung. Hiện tại con đường này đang thi công một mái dốc về một phía.